Mình xin chào quý vị các bạn, xin chào cả nhà. Vợ mình đang làm đẹp cho mụi mụi nè cả nhà. Nó làm biến rồi nó nằm nè. Nó nào giờ cắt tóc nè, nó biến nó nằm, vợ đứng ở đâu. Cắt theo kiểu gia đình hả cả nhà ha. Không có đồ chuyên dùng lắm, với lại nóng lực quá rồi mình làm cho các kiểu gia đình thôi. Chứ không mình cái này không có chuyên nha cả nhà ha. Nhưng mà cắt xong rồi nói chung là nhìn cũng dễ coi. Còn mỗi lần cắt nó là mắc cười, là chảy ra cắt ra nó làm biến đứng nó nằm không à, cũng khó làm. Nó làm biến quá, nằm không à. Để mình làm cho được rồi ha. Nó bự luôn cả nhà. Bữa nay mới được tắm đó cả nhà. Bữa nay là hơn 10 ngày rồi. Hơn 10 ngày rồi mình mới tắm nó một cái. Lần đầu tiên trong đời của mụi mụi là hơn 10 ngày mới tắm, chứ không khi nào mình để quá 3 ngày. Nóng lực lâu chị nữa. Với lại tại sao mà hổm giờ lâu quá mình không tắm là gì? Mình đi phối giống mụi mụi đó, rồi trữ nước. Nên ra mình không dám tắm. Bữa nay hơn 10 ngày rồi mình thấy mụi mụi hôi quá, chịu nổi, thấy dơ quá nữa, mình tắm cho nó. Mình mới chảy cái lỗ tai đó ra nè. Lỗ tai nó bự ghê không? Trời ơi nè đó. Tại lắm. Tại làm cho mũi đẹp ha, mũi đẹp ha. Tỉ cái kéo kia nè. Cái này nè. Tại nữa đó. Tại không? Hai mũi. Mũi ba đâu rồi? Má mà đẹp rồi đó. Mũi ba đâu rồi ta? Đúng rồi, cắt ngay trong mắt cho thấy được. Mũi đẹp gái, mũi đi tới đâu ai cũng khen mũi đẹp gái á. Đây không? Làm biến vô cùng. Làm biến lắm, đứng liền à, nó ngồi. Thấy mắt rồi đó, đó, lòi mắt ra đó. Mới tắm rửa chạy nó trơn, chạy ra mới được, không chạy được. Hổm giờ sợ lâu quá mình không chạy không tắm nó, cái sợ lông nó quết cục ghê luôn. Rồi, thấy chưa đó, người đẹp rồi đó. Có thấy nó được cái gì đâu mà đẹp. Rồi, đây mày cắt cái miệng coi. Từ từ, thả con. Từ nha, từ mày cắt nó đẹp nó ngon, cái cửa cái nó xấu quá. Gì mới ngon? Gì mới ngon? Yếu mũi. Đẹp chưa? Đẹp, cái miệng đẹp rồi đó. Lòng gì lòng quá trời quá đất lòng. Cái mỏng của mát nó nóng quá. Xong rồi lấy thông đơ đẩy với mình đó luôn. Rồi gần tới lúc sinh đẻ sinh á, hết thêm lần nữa. Cho nó lòi vú ra. Với cho nó mát. Với rồi lúc sinh á, máu rồi nó dính nó khỏi có quất cục. Thế đó, mũi. Cái vậy con, mũi. Bóp mũi nữa. Nó bóp, nhẹ nhẹ đó. Nó mà bóp gì. Hào ngọn gái. Giữ nó đi cho nó. Hào ngọn gái ơi. Mũi ơi. Con cửa là con xấu á, là đường đã chê đó. Nghe không? Nghe không? Thì với cái sợi cái mặt đẹp liền. Y mấy con nha. Nghe mũi. Này cắt đẹp cho mụi nha. Con mát mẻ, cắt cho nó mỏng, cho nó mát nha con. Ôi da, trời nóng lực quá mà cắt cho mụi mát mụi. Gỡ con dây ra. Hả? Ừ, đúng rồi, quay sao mình thông minh mà mình chậm tiêu với ta.
Chảy hả? Được không? Thật sự mà hớt được một mình con muỗi mà kiểu như tỉa lông giáp người nó là phải mất mấy tiếng đồng hồ. Chứ không phải là đơn giản. Mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành được một bé. Lâu lắm. Mình đem ra tiệm á, mình hớt muỗi muỗi là 470.000 cái kìa. Bỏ cả ngày trời. Mà sáng đi chiều mới về mấy đón, bỏ sáng đó là chiều mới đón về còn nghiệp lắm. Người ta sợ nó đái đó, người ta không cho nó uống nước. Trời ơi, về cái nó hóc nó hóc nước. Nó hóc có làm tội nghiệp lắm. Đem ra mình phải nói như là lâu lâu mình mới bỏ một lần. Vừa tốn tiền mà vừa về tội nghiệp nó. 470.000 một lần hết cho mùi muội. Người ta sợ nó đi tiểu á Dung. Đúng rồi. Người ta sợ uống nước nhiều quá nó mất tiểu hoài á. Nó đi nhịn đấu nhịn ngày. Rồi về cái nó khát nước. Giờ ở nhà làm được rồi. Nhà nó cắt đâu đẹp lắm đâu ha. Bữa gì nhìn chung cũng đẹp, đều vừa thôi, hơn mình hơn chiếu mình, thôi chứ mà hơn mình. Đồ nghề lắm thì nó không đẹp lắm. Đồ nghề người ta có mà. Nó hơn mình xíu thôi chứ còn nó không xuất sắc. Để không bà già khó tánh này cả nhà. Khó tánh vô cùng luôn á. Khó tánh lắm, già cả khó tánh. Mà nó được cái bộ lông, cả nhà thấy bộ lông đó nè. Mụi đen nhiều, nó trắng nhiều. Bộ lông nè. Bóc. Mứt rượt à. Nè. Tắm là nó trắng mà nó mướt mà nó mịn. Cũng được bộ lông, con này cũng nói chung là cũng được bộ lông. Nói tắm, con tỷ chưa tắm được. Tỷ chưa tắm được. Mấy ngày nữa tắm được. Khó tắm vô cùng khó tắm. Mập ú u nữa nha. Nó ú u nè nó. Ú u nè, ú u nè, ú u nè. Vô chuồng nằm mấy con, vô chuồng nằm cho rộng đi cho mẹ cắt mùi mũi. Thôi dính lông nữa mất công. Vô chuồng nằm nha. Cho mẹ cắt mùi mũi cho xong nha. Con ra. Đi vô. Đúng vậy. Đúng vậy, vô chuồng chút xíu đi. Trời ơi, phải là không muốn vô mà cái hang nó làm biến nè. Vô đâu. Vô, đứng dậy. Trời ơi. Trời ơi, nó làm biến. Ở cái nhà con nó đó. Mệt quá à. Vô chuồng để cho cắt muội muội xong rồi ra. Tỷ ba đâu rồi? Tỷ nè cả nhà, chưa có tắm được, tỷ chưa tắm đó. Cả nhà thấy vậy chứ tỷ còn dơ. Tội nghiệp mày mày với đại á. Tỷ chưa tắm. Vẫn còn nuôi được mèo. Chưa. Mình chưa lại con mèo, con mèo bông á nha. Mình đưa đi 4 bé mà tối hôm qua mình có điện thoại mình hỏi thăm. Thấy ba mẹ mới cứ nói là mình cứ yên tâm, ba mẹ mới rất là thương. Mình cũng lo. Rồi nó hô anh chị chứ trả lời là anh chị cứ yên tâm đi, tụi em thương nó vô giống như anh chị vậy đó, người ta nói vậy. Rồi người ta có con mèo mà nó bị giỡn mà bị trầy cái bụng đó nha. Mà nói có ghẻ đó, thật ra người ta rất là quan tâm, người ta hỏi cách mình con mèo đó làm sao. Rồi người ta nhốt riêng luôn. Người ta nhốt riêng con mèo luôn. Nói chung là theo cái lời nói của người ta rất là chu đáo. Để bữa nào rảnh thì mình sẽ hỏi thăm địa chỉ người ta rồi mình sẽ tới mình thăm tụi nó cả nhà ha. Đâu nghe lấy giùm ba con mèo qua coi nha. Mình biến lắm, mình không có đứng đâu, cắt tóc ngồi không à. Ngồi đứng. Không có đứng rồi nó mỏi giò nó cũng ngồi nên cắt tóc cho nó cực lắm. Lên trên người ta tao đánh như lắm, tao cọt rồi quýnh nó phần. Để cho nó đứng yên chỗ đó, mình có nó ngồi nhưng mà để cho nó ngồi luôn. Gái ba mà ba để ba thương ba nhất. Thật ra ở nhà thì tỷ theo mình dữ lắm nha, theo mình sát luôn á. Không có rời mình. Rồi ơi đi Tiền Giang về hai bữa nó mừng gì đâu mà nó giống như là mình. Đây rồi. Đó, đây mình để lại bé này đây. Mới ăn no. Ăn hết rồi nè cái bụng nè. Trời ơi bụng bự dữ vậy không?
đâu mà. Ôi. Ôi, ăn cái bụng này cả nhà. À, đó đó. Con của Tê Tỷ á. Mẹ làm cho mẹ đẹp gái nha mẹ ơi. Đặt mèo này con biết, nó cũng biết con Tỷ nha Dung, nó được con Tỷ không à. Theo con Tỷ không à. Ừ, theo con Tỷ không à. Ra tìm Tỷ á. Ra tìm Tỷ không à, đã thấy nằm là chui xuống mình, Tỷ nó kiếm vú à. Không theo con Tỷ à, chứ không theo mấy con kia. Theo con Tỷ à. Kiếm vú á, kiếm vú Tỷ Tỷ á. Đó, ồ Tỷ Tỷ lật cửa cho bú luôn mới ghê chứ. Ừ, mà luôn. Rồi. Trời ơi, Tỷ lật ngửa luôn cả nhà, từ từ nằm nằm ngửa lên cho bú luôn. Nó thấy không, tự nằm nãy rồi nó luôn á. Thấy con mèo chui 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 cái tự ngã ra luôn chứ mình không bao giờ mình ép mình gì á, tự tự nằm ngửa lên cho bú à, sửa đầu bú. Con mèo cũng theo Tỷ luôn. Theo Tỷ gì đó, tối nó nằm ngủ rồi chú Tỷ thấy thương rồi á. Tối nay cỡ ngủ cho chụp hình á. Ôm Tỷ luôn, Tỷ cho ngủ bú luôn, ngủ luôn. Nó ngủ luôn á. Con Tỷ tự động lật ngửa lên cho bú luôn chứ. Đang nằm úp mà. À. Ờ, đang nằm úp cái tự nhiên mèo chu 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 vô cái con Tỷ lật ngửa lên cho bú luôn. Bú nè. Má ăn ngon á, vẫn ra ôm vú á. Có gì trong đó đâu mà bú. Nhớ thôi cho nó ăn ngon. Ừ, ngon, nắp. Má ăn quá thịt gà. Ăn thịt gà luôn hả? Ăn nhiều quá, chén nhỏ luôn á. Nửa chén luôn hả? Nửa chén nhỏ, nhỏ xíu. À. Ừ. Chén vịt ăn á hả? Ừ, ăn bụng no không? Sạch luôn, còn cục luôn. Rồi nằm ôm vô anh Tỷ tự động nằm ngửa lên cho bú mới ghê chứ. Rồi nó ngủ luôn á, rồi nó ngủ luôn á. Rồi chạy theo con Tỷ kìa, nó. Tỷ vô chạy theo. Rồi nè cái nhà mình nguội xong. Này, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy con. Đó, nhà thấy mùi đẹp không? Đó, cũng gọn gàng bớt rồi chứ bộ. Đứng ngồi, nó quay với miếng ngồi. Mũi ơi, đó, mặt mũi ra thấy mắt thấy mũi rồi nè. Đó. Chân cẳng này cũng đẹp rồi nè. Đó. Nói chung là không bằng ta thôi nhưng mà có một cái cũng nhìn cũng được, vừa đỡ tốn tiền mà mua bụi cũng bớt bớt mệt. Quay xa xa rồi nha. Rồi vậy mình xin khép clip ở đây cả nhà. Cả nhà xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Chào tạm biệt cả nhà nha, mệt nằm luôn rồi cả nhà ơi. Mày tả cho con vịt nè cả nhà. Chíp 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 chíp. Chíp ơi, chíp ơi. Con mắc cười. Chưa quen, bạn chưa quen còn rỉa. Bạn có bạn chưa quen á. Chíp ơi, chíp 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 chíp. À. Nếu bạn chưa quen. Con lấy cái gì con Mai vậy? Con đang hả? Trời, nhưng mà mai có con phải cho lòi cái đuôi ra. Lòi cái đuôi ra nó mới không bị cong cái đuôi nó, chứ là bị gãy lông cái đuôi nó. Phải cho lòi cái chút đuôi lên. Ừ, phải cho lòi cái đuôi lên. Còn đây. Ở đây chiếc chiếc của nó mai được cái giờ đó con mai vậy con thả đi vòng được rồi đó. Sạch. Ừ. Nhưng mà phải cho lú cái đuôi ra chứ không lú cái đuôi nó cong cái đuôi nó hư cái đuôi nó. Chứ lại nó khó chịu. Nó